Minh Tú lộ ảnh cưới với một sao nam V-Biz, trao nhẫn tình tứ khiến netizen xôn xao. Cách đây không lâu, Minh Tú gây chấn động cõi mạng sau khi công khai bạn trai vào đúng dịp sinh nhật. Theo đó, người đẹp đăng tải một tấm ảnh hạnh phúc bên một người đàn ông giấu mặt và chính thức xác nhận rời hội ê sắc ế. Tuy nhiên, cô vẫn quyết không để lộ rõ diện mạo người đàn ông này. Cho đến mới đây, khắp cõi mạng được fan xôn xao với loạt ảnh Minh Tú mặc váy cô dâu tình tứ bên một nam diễn viên nổi tiếng. Người này không ai xa lạ chính là Hà Việt Dũng, gương mặt cực kỳ quen thuộc với khán giả truyền hình. Trong loạt ảnh, Minh Tú và Hà Việt Dũng lên đồ cô dâu chú rể, nắm tay và kề cận cực tình. Khoảnh khắc này khiến không ít khán giả đứng hình mất 5 giây. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là hậu trường ghi hình phim mới của Minh Tú và Hà Việt Dũng. Đích thân nam diễn viên đã giải thích rõ trên trang cá nhân. Chào người tình, em ổn không? Hẹn gặp lại trên các cụm rạp 11 tháng 2 năm 2022, một chiếc phim của đạo diễn Lưu Huỳnh. Tưởng đâu một nữ của Minh Tú đã lộ diện nhưng hóa ra chỉ là một cú lừa mà thôi. Sau tất cả, netizen vẫn đang ngóng ngày Minh Tú chính thức chia sẻ diện mạo của bạn trai mới. Trước đó, trên trang cá nhân, cựu huấn luyện viên The Face 2017 bất ngờ đăng tải hình ảnh giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy ẩn ý, hành trình mới. Cư dân mạng lập tức rần rần và chúc mừng cô đã tìm được bến đỗ. Tuy nhiên, tréo ngoe thay, khi lướt đến phần cuối của tờ giấy, nhiều người phát hiện dòng chữ hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai và đưa ra nhiều đoán già đoán non về màn thả thính của Minh Tú. Cụ thể, dưới phần bình luận, bên cạnh một số ý kiến cho rằng đây chỉ là trò vui lầy lội như mọi lần, thì nhiều netizen mạnh dạn đoán Minh Tú sắp lên xa hoa và đây là thủ tục xác nhận trước khi kết hôn. Mặc dù có nhiều ý kiến nhưng chung quy khán giả đều mong muốn và mừng rỡ nếu nữ siêu mẫu tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Về chuyện có lấy chồng hay không phải đợi người trong cuộc lên tiếng. Ngay sau đó, Minh Tú lại có màn quay xe không ai ngờ tới. Cụ thể, mỹ nhân V-Biz đăng tải trên kênh TikTok đoạn clip đu trend ngày ấy bây giờ, kèm theo câu chốt hạ đi ngược với suy nghĩ nhiều người. Tú hiện tại vẫn ế nha, ai có con trai, bạn trai, em trai giới thiệu cho em nha, chứ em vẫn ế nha. Dưới phần bình luận, người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về clip của Minh Tú vì trước đó, cô chọn đăng ảnh bên người đàn ông vào dịp quan trọng kèm lời khẳng định chắc nịch. Chúng ta e-real, 30 tuổi, chắc sẽ hết lưỡi thủi, cảm thấy được yêu. Số khác lại cho rằng người đẹp chỉ đang làm clip giải trí, còn chuyện có bồ vẫn rìu nha. Liên quan đến dự án của Minh Tú, phía nhà sản xuất phim điện ảnh Người Tình của đạo diễn Lưu Huỳnh do Minh Tú đóng chính đã chính thức công bố lịch chiếu mới. Là bộ phim nghệ thuật tình cảm lãng mạn được gắn mác 18+. Chính vì thế, khi dự án Người Tình mới rục rịch khởi quay cho đến ngày một số hình ảnh quá nóng của phim được hé lộ, đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông cũng như giới mộ điệu. Phim Người Tình xoay quanh câu chuyện tình tay tư phức tạp và đầy trắc trở giữa nhà thiết kế thời trang trẻ sở hữu vẻ đẹp mang dài Diễm Tình Minh Tú và ba người đàn ông với xuất thân công việc khác nhau như Hưng, Hà Việt Dũng, Sơn, Đức Hải, Võ Thành Tâm. Không những thế, phía sau câu chuyện tình phức tạp này là những góc khuất, những bí mật khó nói của tuyến nhân vật. Sau thời gian dài kiểm duyệt cũng như việc hoãn lịch chiếu do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thì cuối cùng, bộ phim điện ảnh Người Tình cũng sẽ chính thức ra rạp vào mùa Valentine 2022, 11 tháng 2 năm 2022. Chia sẻ về việc quyết định dời đến 2022 thay vì dịp cuối năm, đại diện nhà sản xuất cho biết phía ekip thật ra không có áp lực vào đường đua phim Việt cuối năm mà thực chất phim Người Tình thuộc thể loại tình cảm lãng mạn nên việc cho ra mắt mùa Valentine để chiêu đãi khán giả những cú twist bất ngờ. Đồng thời đây cũng là món quà ngọt ngào chân thành cùng thông điệp tình yêu sâu sắc nhất cho các cặp đôi trong dịp Valentine. Bên cạnh việc thay đổi ngày ra rạp, Người Tình còn tiếp tục chiêu đãi thị giác khán giả một phen hú hồn với poster mang đậm chất action khác hẳn với những hình ảnh quá nóng trước đó mà phía nhà sản xuất đã hé lộ. Phim điện ảnh Người Tình do đạo diễn Lưu Huỳnh cầm trịch với sự góp mặt của diễn viên Đức Hải, siêu mẫu Minh Tú, Hà Việt Dũng, Võ Thành Tâm, Xuân Phúc, Cao Thùy Linh. Phim chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 11 tháng 2 năm 2022.